Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An ninh Đà Nẵng, được phát định kỳ hàng tuần trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chuyên mục tuần này sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Trước những tin tức giả trên mạng xã hội, người dân cần hết sức cảnh giác. Phá án, vụ đục két sắt trộm cắp tài sản ở vùng ven Đà Nẵng đã được khám phá thành công. Một số khu vực ở bán đảo Sơn Trà đang sạt lở, du khách cần chú ý khi tham quan. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Ngày 7 tháng 11, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị quán triệt và giao nhiệm vụ cho lực lượng công an phường xã. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an thành phố ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng công an xã phường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trong thời gian đến, phải tuân thủ pháp luật, quy trình và chế độ công tác đảm bảo hiệu quả, nâng cao vai trò chỉ huy trong điều hành nhiệm vụ của công an phường xã, nắm chắc địa bàn với từng loại đối tượng, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Trước đó, Đảng ủy Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức và trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Công an thành phố. Ngày 5 tháng 11, Công an quận Hải Châu đã trao trả lại tài sản trị giá hơn 75 triệu đồng cho anh Võ Tài, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Trước đó vào tối ngày 15 tháng 10, Thượng sĩ Thái Quang Dũng, cán bộ đội thi hành án và hỗ trợ tư pháp, trong lúc làm nhiệm vụ có nhặt được một túi đựng laptop, bên trong có một máy tính xách tay trị giá hơn 15 triệu đồng và 61 triệu đồng tiền mặt. Tại buổi trao trả, anh Tài rất vui mừng và gửi lời cảm ơn chân thành tới Thượng sĩ Thái Quang Dũng và lãnh đạo Công an quận Hải Châu. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng tin tức giả tràn ngập trên mạng xã hội đã trở nên khá phổ biến. Vấn đề này nếu không sớm được xử lý, hậu quả sẽ khôn lường, nhất là khi xã hội bị dẫn dắt bởi những thông tin giả. Sự việc sau đây tại Đà Nẵng là một ví dụ. Sáng ngày 31 tháng 10, trên một số trang Facebook ở thành phố Đà Nẵng, lan truyền một văn bản thông báo cho học sinh nghỉ học vào ngày 31 tháng 10 và 1 tháng 11 để đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng do mưa lũ, gió lốc gây ra. Khi văn bản này xuất hiện, đã khiến dư luận nghi ngờ về tính chính xác của nó bởi hành văn có nhiều lỗi, đặc biệt người ký là ông Trần Sĩ, phó giám đốc sở. Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng không có ai tên như vậy giữ chức vụ trên. Ngay trong ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có công văn khẳng định văn bản trên là giả mạo gửi đến các đơn vị. Hiệu trưởng trường tiểu học Võ Thị Sáu cho biết, trong số những học sinh của trường nghỉ học trong ngày 31 tháng 10, không có học sinh nào nghỉ học do văn bản giả mạo. Tuy nhiên, sự việc phần nào gây ảnh hưởng đến công việc của nhà trường. Nhà trường có công việc nó ngoài dự tính, đó là phải đi điều tra, phải kiểm đếm lại số học sinh, xác minh lại thông tin là học sinh mình bị ảnh hưởng bởi thông tin như thế nào để trấn an cái thông tin của nhà trường là duy trì hoạt động bình thường trong ngày hôm đó. Thì tôi nghĩ rằng là hành vi này là vi phạm hành chính theo cái nghị định 17 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông. Thì người này có thể bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Thực tế, việc giả mạo văn bản của cơ quan nhà nước đã từng xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. Tháng 11 năm 2018 là văn bản giả mạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ký đồng ý chủ trương xây cầu nối từ khu đô thị Nam Cầu Tuyên Sơn, quận Ngũ Hành Sơn sang khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ nhằm thổi giá đất lên cao. Việc một cá nhân làm giả văn bản của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng liên quan đến trúng đấu giá đất công sản để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Mặc dù tính chất, động cơ, mức độ gây ảnh hưởng khác nhau, nhưng việc làm giả văn bản của cơ quan nhà nước đều là hành vi trái pháp luật. Cái hành vi mà lừa đảo theo luật Bộ luật Hình sự quy định tại khoảng 4 điều 174 thì đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên từ 500 triệu trở lên thì sẽ bị xử phạt từ 12 năm đến 20 năm và chung thân. Việc xử lý những đối tượng có hành vi trái pháp luật trong việc làm giả văn bản
đồng thời làm tốt công tác kiểm duyệt, phát hiện, kịp thời đính chính thông tin là vấn đề đặt ra cho các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, về phía người dân cũng cần chủ động, tỉnh táo khi tiếp nhận các nguồn tin. Tiếp theo là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Rạng sáng ngày 5 tháng 11, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Ma túy Công an thành phố đã bất ngờ đột kích vào quán karaoke Thủy Tinh Tím KTV trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, phát hiện hai phòng hát vẫn còn hoạt động. Bên trong có 47 người, bao gồm cả khách người Việt và nước ngoài. Trên bàn tiệc phát hiện nhiều chất bột màu trắng, nghi là ma túy dạng ketamin. Tiến hành thử test nhanh, công an phát hiện 37 người dương tính với ma túy, trong đó có 18 người Trung Quốc, 6 người Hàn Quốc, 1 người Malaysia, còn lại là các cô gái Việt Nam. Được biết, tụ điểm này do bà Lợi Thục Phấn, 39 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh thuê nhà và tổ chức kinh doanh. Dù chưa được cấp phép hoạt động, nhưng vẫn đón khách. Tuần qua, Đội Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với ga Đà Nẵng, chi nhánh Công ty Vận tải Hàng hóa tại Đà Nẵng, kiểm tra toa hàng của tàu SE19 chạy tuyến Hà Nội-Đà Nẵng, phát hiện 71 kiện hàng hóa, phần lớn là quần áo, vải, giày dép và một số mặt hàng tiêu dùng ước tính gần 8 tấn. Tất cả số hàng trên đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm phát hiện, rất nhiều người tự xưng là chủ hàng, có hành vi manh động, ý định tẩu tán tài sản, nhưng đã bị công an quận chặn đứng, niêm phong toàn bộ số hàng hóa nói trên để điều tra làm rõ. Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bắt giữ 9 thanh thiếu niên nằm trong đường dây gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy. Nhóm này có độ tuổi từ 15 đến 22 tuổi, trú ở địa bàn các quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Cả nhóm gắn biển số giả vào xe máy, đi tìm kiếm sơ hở của người dân để trộm cắp. Ngày 2 tháng 11, nhóm này bị công an bắt quả tang khi đang gây án vụ tiếp theo. Hiện công an đã thu giữ được 17 xe máy là tang vật các đối tượng trộm cắp được và tiếp tục xác minh để điều tra làm rõ. Ngày 4 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt giam thêm Nguyễn Hà Anh Quốc, 21 tuổi, trú quận Thanh Khê, Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Minh Sơn, Lê Thanh Trường, đều 20 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Ngãi. Bốn người này cùng với ba thanh niên khác đã bị bắt giữ vào trung tuần tháng 9, rủ nhau đi đến những nơi vắng vẻ, chặn xe của các cặp tình nhân đồng tính để cướp tài sản. Khi cả ba đối tượng trước bị bắt giữ, cả bốn đối tượng này đã lẩn trốn về quê để tránh sự truy tìm của cơ quan công an, nhưng bất thành. Sáng ngày 5 tháng 11, lợi dụng sự sơ hở của hai sinh viên đang ở trọ, ngủ quên không khóa cửa, Nguyễn Hữu Dũng, 36 tuổi, trú quận Liên Chiểu, đã lẻn vào lấy đi một visa và một điện thoại di động. Khi phát hiện bị mất tài sản, người dân đã khẩn trương trình báo với cơ quan công an và phối hợp để bắt giữ Dũng khi đối tượng có ý định tẩu thoát. Khám xét trên người Dũng, công an phường thu giữ toàn bộ tài sản vừa lấy được, gồm gần 4 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động trị giá hơn 7 triệu đồng. Qua thử test, đối tượng Dũng dương tính với chất ma túy. Tối ngày 3 tháng 11, Công an huyện Hòa Vang nhận được tin báo của người dân về nhóm thanh thiếu niên khoảng hơn 30 người tụ tập trên đường Hoàng Văn Thái có biểu hiện nghi vấn nên đã có mặt tại hiện trường, tạm giữ 8 xe mô tô cùng 12 thanh thiếu niên. Qua khai thác, nhóm trên phần lớn trú ở thành phố Đà Nẵng, lập hội kín trên mạng xã hội để tụ tập đua xe trái phép. Phần lớn các xe bị tạm giữ đã bị thay đổi kết cấu để đạt tốc độ cao trong thời gian ngắn nhất. Công an huyện Hòa Vang đang tiếp tục lấy lời khai và lập biên bản các đối tượng vi phạm để làm rõ vụ việc. Sáng ngày 4 tháng 11, trên đoạn đường Trường Chinh, xe bồn chở bê tông do tài xế Võ Hoài Tâm, 44 tuổi, trú quận Thanh Khê, đang lưu thông trên đường Trường Chinh hướng về cầu vượt Ngã Ba Huế, thì bất ngờ vượt phải và chạm với xe máy do bà Phan Thị Tuyết, 55 tuổi, điều khiển, chở theo bà Ngô Thị Chính, 56 tuổi, cùng trú quận Liên Chiểu. Cú va chạm mạnh khiến hai người phụ nữ ngã ra đường, bà Tuyết bị xe bồn cán qua, tử vong tại chỗ, còn bà Chính bị thương tích nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 29 tháng 10, tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang đã xảy ra một vụ đục két sắt trộm cắp toàn bộ tài sản là tiền mặt và vàng, trị giá gần 500 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an huyện Hòa Vang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ được đối tượng gây án. Cho đến hôm nay, khi kể lại sự việc xảy ra tại nhà mình, bà Lê Thị Nga vẫn chưa hết bàng hoàng và lo sợ. Ngay lúc vừa đi khám bệnh về, phát hiện cửa phòng mở bung, két sắt bị phá, toàn bộ số tài sản của gia đình tích cóp bấy lâu nay bị kẻ gian lấy sạch, khiến bà Nga không tin được vào mắt mình. Các cô vô là cô thấy
cách sát trên hai lần cái bắt đầu cô kêu chết cho hết trơn rồi mất hết rồi, cái cô thọc là cô những không cộng gì còn giấy tờ không, các cô ra cô loa lành các cô chịu. Nhận được tin báo, công an xã Hòa Phước, công an huyện Hòa Vang cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố đã có mặt tại hiện trường để thu thập dấu vết. Đối tượng được xác định rất tinh vi khi biết đặt chăn dưới két sắt để tránh gây tiếng động lớn, cũng như tìm mọi cách để xóa hết dấu vết. Khó khăn ngày một nhiều khi dấu vết ở hiện trường dường như là con số 0. Nhưng với sự quyết tâm đến cùng, ngày thứ hai, chân dung thủ phạm ngay lập tức được xác định là Nguyễn Phước Hoàng Sa, 46 tuổi, trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Đối tượng đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp, là một trong những đối tượng phạm tội rất là chuyên nghiệp, vậy là đối tượng luôn luôn kêu oan. Thì chúng tôi cũng đã đấu tranh về đấu lý, đấu trí của đối tượng và cuối cùng thì đối tượng cũng đã thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình. Từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản khiến Sa có thừa thủ đoạn để tiến hành đột nhập. Khi thấy nhà bà Nga không có người trông coi, Sa lẻn vào từ cửa sau và thực hiện hành vi phá két sắt. Khai nhận với cơ quan công an, vì thiếu tiền ăn chơi, đánh bạc nên Sa ngựa quen đường cũ để chiếm đoạt số tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng. Hầu như là cái tăng vật nó trộm cắp được, vàng tiền các ông chỉ thu hồi được, và cái đó là cái mà và ghi nhận và tạo được cái lòng tin trong nhân dân. Đối tượng Nguyễn Phước Hoàng Sa bị bắt giữ chỉ sau 2 ngày truy tìm đã cho thấy được sự quyết tâm đến cùng của cán bộ chiến sĩ công an huyện Hòa Vang và các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố Đà Nẵng. Một lần nữa, đây là bài học cảnh giác cho các hộ gia đình cần gia cố cổng cửa mỗi khi đi vắng, không tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Thưa quý vị và các bạn, sau ảnh hưởng của cơn bão số 5, tại bán đảo Sơn Trà đã xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến giao thông và an toàn cho du khách khi tham quan tại khu vực này. Khu vực hố sâu bán đảo Sơn Trà, những tảng đá lớn nằm lăn lóc dọc các tuyến đường, các mái ta luy cũng bị cuốn trôi, cây cối nằm ngổn ngang gây khuất tầm nhìn và cản trở giao thông. Người du lịch thì tôi sẽ không biết được là khi nào đất đá nó sạt lở xuống như thế và địa điểm nào thì bị sạt lở nhiều hay ít thì khá là nguy hiểm. Hiện tại bán đảo Sơn Trà đã xuất hiện 7 điểm sạt lở nghiêm trọng, đa số là các tảng đá lớn trôi xuống đường cuốn theo cây cối cùng với đất đá. Trên các vách núi, đá vẫn còn treo lơ lửng trên các lớp đất xốp cực kỳ nguy hiểm. Trong lúc tuần tra thì anh em vẫn có xử lý một số cái vấn đề đất đá nhẹ thì anh em xử lý. Còn những cái nào sạt lở lớn thì ban lý tham mưu với sở giao thông và ủy ban thành phố có hướng khắc phục. Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng đã cho cắm các biển cảnh báo nguy hiểm khắc phục tạm thời để thông đường. Tuy nhiên các tảng đá lớn vẫn chưa thể di rời. Trong thời gian đấy thì thời tiết sẽ mưa gió, cũng khuyến cáo người dân trong những ngày đó thì không nên lên trên bán đảo Sơn Trà. Nếu mà không có điều gì mà đặc biệt thì không nên lên. Đến thời điểm hiện tại, các tuyến đường tại bán đảo Sơn Trà cơ bản đã được thông suốt. Ô tô xe máy vẫn có thể lách sang mép đường để lưu thông. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Vì vậy, khuyến cáo người dân và du khách cần hạn chế lên khu vực bán đảo Sơn Trà nếu không có việc cần thiết. Khi lưu thông, cần hết sức lưu ý để tránh điều đáng tiếc có thể xảy ra. Chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.